lại quen nhau mọi người. Trưởng nhóm của đội ngũ dâm tặc cưỡng nhất của Sài Gòn. Có làm cái nghề gì anh hay báo cáo không anh? Thôi nha. Dạ, cảm ơn chị, chúc nó mất tài. Ôi, ai đến nhà anh Tú Nguyễn cũng có lọc vậy á. Có tiền hết trơn đó má. Ủa, không gì cũng cầm bộ qua tới giờ má. Những cầm mở clip lên là muốn cầm chạy qua liền. Chạy qua tới giờ á. Ê á. Tươi ha. Đó. Ai cũng có lọc có lá nữa. Đi ơi, chị gì? Dạ, anh đang mua ai đó. Chị mua này làm gì? Anh biết nó khùng, nó mệt quá. Thế nó xào. Mua rau làm gì sao vậy? Vậy là bọn cầm nó chạy qua tới giờ thấy clip này bọn cầm chạy qua đó. Anh Tấn lên là có niềm vui liền hả? Không có nói gì hết á. Tấn đi đâu có niềm vui ở đó. Mai có chương trình ra Lăng Ông Bà Triểu nữa nha, quý vị đón xem nha mọi người. Mai là đại náo ngoại luôn đó. Bật mí luôn, chương trình làm hơi bị lớn ở Lăng Ông Bà Triểu phải không anh Tấn? Đông lắm đó. Ba phải đổi tận 50 lì xì nè. Bà bao nhiêu tờ không biết nữa. Thấy đồng đó bà ngoại. Gà ngon lắm má, gà dưới quê đem lên á. Ở ngoại đồng bọt, bọt đồng bọt của ông đồng. Hả? Ngon vậy? Gà đá hả? Bà Dân đi mua bún với bánh mì là với nước đá à. Ê, ngày mai đồng bọt của ông ngoại đồng lắm á. Đồng lắm á. Chắc không bị. Bắt nhẹ cái dài thôi. 50 gà không biết bao nhiêu bà, bao nhiêu bà. Sao chiếm nguyện anh chị. Đừng có đứng đó, đừng có đứng đó, đứng nói vậy không hả? Đây, ngồi gọi đây nè, ngồi đi. Đây đi làm clip rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi chơi, đang chuẩn bị lập tiệc rồi. Ngồi ngồi đây nó sủa hả? Ngồi thấy người lạ sủa. Đang đồ ăn ở nhà rất là nhiều nha, chỉ cần hâm lại ăn thôi. Tú Nguyễn đem lên rất là nhiều đồ trong tủ lạnh. Đây, giới thiệu đặc sản nhà em bán nha mọi người. Nè, giờ lấy ra nhà nha các tình yêu. 900.000 ký à. Khô Cà Mau nè. Có lọ bữa trước, bữa trước mình Tư Nguyện có bán cái lọ 640 mà cái lọ đó hơi nhỏ. Cái này là 900 mà bự cắt xù. Bây giờ dọn ra nè mọi người á. Vô tiệc ha. Vô tiệc ha. Vô cắt qua luôn, múc với nước mắm luôn kìa. Qua luôn. Vậy là nó mặc như nào có nghe nè. Vậy là đủ rồi, nhậu đủ. Mình bớt cái lời cái gì nhìn đã hấp dẫn ngoài mà cái gì tướng bà nội bà nội chết rồi bà nội mà còn tá mấy cũng mà khéo đi trời gì chị em sợ lắc ăn nữa đủ đấy nha. Quá trời món ngon luôn. Chị Tứ không ngon lắm, cái bụng mi ẩm ấy thôi. Quê quê mà. Quê hả? Chị quê của bả hả? Hà Nội hả? Nước sữa. Thì bỏ hai con mở rồi ai cho nó ăn chờ thì nghỉ vậy. Dạ bên kia có người nhỏ. Con với con ấy còn bệnh không? Hả? Anh Nhân kêu mua rau làm gì? Đi xào muốn ăn. Tự nhiên ăn này ăn với rau xào. Bởi vì em biết xào rồi.
Chị tính có test rồi phải không? Anh đi hỏi anh test nhưng mà... Có test rồi. Ủa mày giờ thầy không đi nữa còn nhắn tin nữa. Xuống anh chồng. Rồi được rồi anh. Rồi hôm nay mời mọi người nha. Tiệc đầu năm nha. Mừng Tứ Nguyễn hôm nay là... Trở lại hơn xưa. Ngại hơn xưa không mọi người ơi? Thanh niên nha. Đồng cồ ha, khổ qua nha, thịt gà nha, hình như là... Còn có dịch trúng khóm chị ai ăn nữa không? Nội như đây nhậu không ăn hết rồi anh. Dịch trúng khóm ngon lắm. Đó giờ em nghe chứ. Ơn thơ của tôi đâu rồi trời, gái Úc tôi đâu rồi? Mày làm rồi. Đội bán gì mà chưa nó đội rồi chạy qua kêu chạy qua mãi nhìn là nó thèm rồi chết rồi đồ mồi quá trời luôn rồi trời ngon hết chị cũng nha. Ham tiền đi Tết đi làm một được ba mà anh một ngày được ba ngày rồi vui bia nha đầu tiên nha nhậu với nhóm Tứ Nguyễn nha. Tại vì hổng giờ Tứ Nguyễn về quê á mọi người, tại vì nội bệnh á nên là cô không muốn đi, cứ phần quân ở chơi với bả. Rồi hôm nay là Tứ Nguyễn lên. Ừ, mày cũng ngắt rồi. Ủa nội chị tại gì? À, ung thư. Trời ơi. Vậy đồng mấy anh? Cuối rồi, bà đâu có cho vô quá chắc đâu. Bà 87-88 tuổi rồi. Bà vô sao chịu không nổi, chết. Bà chết nên là giờ đang hốt thuốc nam cho bà uống. Bà sống được nào bà hay gì nói, bác sĩ chạy rồi. Ung thư gì vậy anh? À, dạ, bao tử. Ăn uống gì được? Ăn cũng được. Thì cháu mà. Ăn cái mềm mềm thôi, chứ còn cái cứng thì vô thì bị ói. Anh giới thiệu người đẹp bên đây giùm em cái. Lệ Duy Quyên. Quyền nha mọi người. Trưởng nhóm của đội ngũ dâm tặc cỡ nhất của Sài Gòn. Có làm cái nghề gì anh hay quảng cáo không anh? Ai à? Qua tại Tứ Nguyễn rồi. Thử ngon không? Xuất sắc luôn á. Bà nội em nói cái gì? Bà nội lớn tuổi mà làm ăn ngon. Bà xào, bà nấu, bà làm luôn. Em thích ăn mấy món ở dưới quê, chút cháo ngổ lên cuối rồi ăn. Ngon ha. Ai mà qua tay Tú Nguyễn là cho Tú Nguyễn một là cho đi làm mà gờ hết rồi mọi người ơi. Rồi mời mọi người uống với Tú Nguyễn khai xuân đầu năm nha. Đầu năm nha mọi người. Mai có chương trình rất là mai lăng mà chịu không? Cũng mai cũng nghe ngoài đó. Mấy giờ? 8-9 giờ. 8-10. Ủa bán bánh mì ở đâu em? Bán mì bên quận 8, ở trong quận 8 là Đào. Đường Nguyễn Nhân Luôn á chị. Nguyễn Nhân Luôn mà ngay chỗ nào nè. Với cầu Lò Gốm á. Cầu Lò Gốm. Ủa bên đó còn bán không em? Còn anh. Đợt cái chị có ghé là chị ấy nhậu. Là kiểu như ăn bánh mì, bán bánh mì xe hả? Bánh mì thịt. Nhưng mà có địa điểm không hay là chị với xe đẩy? Rồi nổ đi chỉ luôn đi, rồi mọi người ra ủng hộ. Quận 6. À, mọi người chưa nghe kỹ thì 21 Nguyễn Văn Luôn, phường 10 quận 6 nha, ra ủng hộ cho Duy người Nguyên. Đẹp Quyên Quyên nha. Ngay Nguyễn Văn Luôn là ngay khúc ngã tư Nguyễn Luôn, ngay dưới giúp cầu Gò Gốm đó chị. Bánh mì Phú Định. Ngồi đi Dân. Lấy thêm cái tô đựng xương mà Dân. Đừng đứng lộn vậy trời. Qua thua bà lắm mà. Á, à, qua là 2.2-2.9 thua hết nhiều. Trả nợ 1.4 còn chưa gửi bài thua sạch sẽ. Chơi ấy mà chơi đặt cây triệu 500 hả? Dạ, lâu mệt đưa đây em. Trời ơi, muốn luộc em đó. Ông như đó là tan. Gửi lên, đưa bà Quyên. Qua
Rồi nó mới chúc mọi người phát tài phát lộc nha, nhớ ủng hộ bánh mì nha mọi người. Một ổ rất là bình dân luôn, ổ chắc chừng 50 ngàn. 15 ngàn. Trời bình dân dữ vậy trời. Nhà em bán với công mình rồi mà đâu có. Chắc được thôi, một triệu mấy ký đó. Ờ đúng, bán đó. Đúng rồi, ngon lắm, bình dân thử đi, xuất sắc luôn á. Tôi còn có nửa ký định để nhà ăn mà thôi, tự em trong luôn. Nhận. Ăn thấy sao anh? Ngon lắm, anh thử thôi. Ngửa thôi, phải tôm khô thôi, là tôm khô, tôm đất á, tôm Cà Mau á. À, bên đây ăn mới cho cảm giác mới biết nè. Để không thôi Tuấn Nguyễn khen là BD nha. Ngon không? Ngon ha. Đó mọi người thấy không? Tôm khô đặc biệt xuất sắc luôn nha. Tuấn Nguyễn bán gì cũng chất lượng hết trơn á mọi người. Giá cả phải chăng. Tôm khô là mua phải chỗ quen biết có dám mua. Cái này mình mua mình bán nó vừa mình ăn là cái loại 1 triệu 2 nó cũng ngon nhưng mà nó to. Còn mà đó đó. Nó to hơn con này hơn gần gấp đôi. Đó. Mình ăn nó mỏi miệng lắm, còn cái con này nó vừa cái miệng mình, nó ngon. Còn kia ăn nó cũng ngon mà nó ủa, ăn quá đúng rồi, được bún quá kìa. Ủa, ăn gà đi ngon quá trời. Đây là ủi rồi nè, ăn đi. Ăn là miếng bài, có bài giật tới giờ còn ai đến nữa anh Tấn? Còn Mỹ Tiền. À, à. Còn mà đợi mấy người nữa nha. Thì bạn của Nhân nha, chăm hơn em. Bạn dâm hơn nữa là anh Tuấn Nguyễn làm nghề gì? Tuấn Nguyễn dâm độ dâm có nha, làm nghề gì? Nguyên nó 100 nó đủ chết 4 thằng đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó còn hơn bạc cầm nữa, sát thủ hơn bạc cầm nữa. Trời ơi, ờ bạc cầm mấy năm một thằng nha, con Nguyên là 1 năm nó chết 4 thằng đó. Trời ơi. Ồ, Nguyễn đủ ghê lắm má rồi. Bụi trẻ tài cao. Đây, cái này bà đi đâu ăn. Bà đi không ăn gà, bắn ăn tôm luôn. Cá lũ ra đang tạo bị mà... Có ử. Ăn gì? Ăn dệt. Có dệt? Ử luôn. Ủa gì kìa? Ủa mẹ... Bà ăn gì trời? Ủa tôi tính Nguyễn ăn bánh tì không? Không phải má, bất tử, bà kiên cử, gà dệt. Gà dệt đầu năm á má, Tết á. Đúng lồn. Bà cử ăn tôm, ta bị sụt rồi. Trời ơi. Ăn gà gì đó. Ăn bò, ăn gà bị gì? Ăn bò thì bò lăn, bò lết, ăn ăn. Ăn gà bị gì? Ăn gà là bị nướng lồn. Có gà là bươi hả? Ý là gà là bươi cả năm hả? Gà là bươi cả năm thì bươi mới có tiền, chứ không bươi lấy quẹt có tiền. Dịch là bị gì? Dịch vật. Dịch vật. Vậy hả? Ăn tôm. Đó em ơi, đó em đâu biết đâu. Ăn tôm là đi bị tôm nó nhảy lùi không đó. Trời ơi, tin gì đâu dữ trời. Do thủ nha, đụng mày á. Do thủ ăn là bị gì? Ba được theo được. Cái lượng mà